Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Rạng sáng hôm nay, bất ngờ tàu sân bay Roswell, siêu hạng của Mỹ, đâm chìm một tàu do thám của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết, vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày hôm nay ở ngoài Biển Đông đã xảy ra một cuộc đụng độ lần nữa giữa Hải quân Mỹ và nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc. Theo ghi nhận mới nhất của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, cuộc đối đầu căng thẳng trên đã khiến ít nhất một tàu do thám của phía Bắc Kinh bị đâm chìm xuống đáy biển. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía Hải quân của Trung Quốc đã bí mật theo dõi hòng mai phục đánh úp tàu sân bay Roswell, siêu hạng của Hoa Kỳ, khi nó vừa mới di chuyển đến gần hòn đảo Phú Lâm ở ngoài Biển Đông sau khi kết thúc chuyến thăm hữu nghị 5 ngày đến cảng biển Tiên Sa ở Đà Nẵng, Việt Nam. Theo các nhà quan sát cho biết, cách đây khoảng 7 ngày sau khi nghe tin Việt Nam đã quyết định đồng ý cấp phép cho tàu sân bay Roswell được hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ mang theo rất nhiều máy bay và vũ khí hiện đại bậc nhất trên thế giới. Chính quyền ông Tập Cận Bình đã ủ cái âm mưu được cho là rất nguy hiểm khi phát lệnh cho hải quân của nước này điều gấp 2 tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh mang theo tên lửa dẫn đường và 50 tàu chiến các loại mang theo vũ khí hạng nặng, 10.000 lính thủy và 30 máy bay trinh sát, máy bay ném bom cùng 6 tàu do thám phục kích sẵn ở ngoài Biển Đông. Chờ khi con tàu sân bay của Mỹ nói trên di chuyển qua thì sẽ bí mật bao vây đánh úp nhằm đánh gục con tàu sân bay của Mỹ, thách thức Hoa Kỳ cũng như là trả thù chính quyền Tổng thống Joe Biden. Và đó chính là nguyên nhân vì sao mà xảy ra cuộc đụng độ căng thẳng vào rạng sáng ngày hôm nay ngoài khơi đảo Phú Lâm, nơi mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố vùng biển này thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Thưa quý vị, được biết quần đảo Phú Lâm là một hòn đảo không thể tách rời của hệ thống đảo Hoàng Sa của Việt Nam tại vùng biển này, nhưng phía Trung Quốc đã nhòm ngó xâm chiếm suốt từ những năm 1974 tới bây giờ. Theo một nguồn tin tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, phía Trung Quốc ngay sau khi biết lịch trình chuyến thăm của tàu sân bay siêu hạng của Hải quân Hoa Kỳ vào bờ biển của Việt Nam, chính quyền của Bắc Kinh đã điều một đội tàu do thám liên tục ngoài Biển Đông 24/24 giờ phục kích theo dõi bám sát đường đi của con tàu sân bay Mỹ, và sau khi kết thúc lịch trình 5 ngày thăm cảng biển Đà Nẵng của Việt Nam, tàu sân bay của Mỹ được cho là đang di chuyển ra Biển Đông để thực hiện tuần tra hàng hải quanh vùng biển này và tiếp theo nó sẽ đến một cảng biển tại Indonesia. Tuy nhiên, chưa kịp cập bến của Jakarta thì đã bị đội hình tàu biển hung dữ của phía Trung Quốc bao vây, hăm dọa, hòng đánh sập. Và theo một trang tin theo dõi tình hình Biển Đông của Mỹ cho biết, sau khi biết bị phía Trung Quốc phục kích, các thủy thủ như là sĩ quan, binh lính chỉ huy trên tàu của Mỹ đã quyết định cho con tàu này tăng tốc di chuyển với một tốc độ cao, và sau khi tăng tốc đi với tốc độ cực cao đó, nó đã đâm vô vào một con tàu do thám của phía Trung Quốc vì tội cản đường. Cú đâm sấm sét đó đã làm cho con tàu của phía Trung Quốc bị bẹp rúm và nước đã tràn vào khoang thuyền khiến cho nó chìm xuống đáy biển. Thưa quý vị, sau khi con tàu do thám của phía Trung Quốc bị đâm chìm, hải quân của phía Bắc Kinh đã tỏ ra run sợ cũng như là sợ hãi trước uy lực và sức mạnh của con tàu sân bay Roswell của Mỹ. Hải quân của phía Trung Quốc đã ngay lập tức lệnh cho toàn bộ tàu thuyền của mình rút về đồn trú tại đảo Hải Nam của phía Trung Quốc để lên kế hoạch trả thù sau. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, ngay sau khi biết con tàu do thám của Hải quân Trung Quốc bị con tàu sân bay của Mỹ đánh sập ở ngoài Biển Đông, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đại diện là ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã lên tiếng chỉ trích hành động trên của Mỹ và nói rằng hành vi trên của phía Hoa Kỳ là không thể nào chấp nhận được. Ông Cảnh Sảng có mạnh miệng tuyên bố rằng Washington nên ngừng ngay những hành động gây hấn và xâm phạm đến vùng lãnh hải lãnh thổ của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông đi, nếu không Hoa Kỳ sẽ phải trả một cái giá cực đắt trong thời gian sắp tới. Được biết, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đại diện là ông Ngụy Phượng Hòa cũng đã lên tiếng chỉ trích thậm tệ quân đội Hoa Kỳ khi đã điều hải quân của nước này đâm chìm một con tàu do thám của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Ông Hòa cho rằng hòn đảo Phú Lâm thuộc lãnh thổ của Trung Quốc bởi vì nó nằm trong phạm vi con đường lưỡi bò mà phía Trung Quốc đặt tại ngoài Biển Đông có tàu sân bay của Mỹ di chuyển qua. Đây chính là xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc yêu cầu phía Mỹ phải ngừng ngay những hành động gây hấn và gây hại trên biển đi, nếu không Bắc Kinh sẽ lên kế hoạch đáp trả Mỹ một cách quyết liệt. Theo tờ báo Jakarta của Indonesia đưa tin, tại vùng biển quanh hòn đảo Phú Lâm, trên thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ căng thẳng vì phía Trung Quốc luôn cho rằng đây là vùng biển của Bắc Kinh. Do vậy mà tàu thuyền của nước ngoài đi qua đây đều bị hải quân của phía Trung Quốc bắt giữ hoặc hăm dọa đánh sập con tàu. Tờ báo Indonesia cho biết, cách đây khoảng 2 tuần, một tàu của Jakarta
cũng đã bị phía Trung Quốc phát lệnh cho dừng lại để khám xét sau khi đi qua vùng biển quanh quần đảo Phú Lâm này. Lúc đó, hải quân của phía Trung Quốc tỏ ra rất hung dữ khi liên tục hăm dọa phun vòi rồng hoặc bắn đạn thật nếu như tàu của nước nào không tuân lệnh hoặc là chống đối. Theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, Trung Quốc luôn tỏ ra lớn tiếng khi hăm dọa bắt nạt các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhưng Bắc Kinh đã quá sai lầm khi đụng độ với Mỹ, một nước không chỉ có nền kinh tế số 1 trên thế giới mà quân đội, không quân, hải quân cũng đang xếp thứ tự là đứng top đầu. Bởi vậy mà tàu của phía Trung Quốc liên tục bị đâm chìm hoặc là bị hải quân của Hoa Kỳ phóng tên lửa đốt cháy mỗi khi đụng độ ở ngoài Biển Đông. Vụ việc vào rạng sáng ngày hôm nay là một minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn muốn thể hiện sức mạnh để tương oai với cờ các nước trong khu vực, đồng thời thách thức thế giới. Bắc Kinh cho rằng ngay cả đến tàu sân bay của Mỹ, Trung Quốc còn dám ngăn chặn và đánh úp, thì các tàu nhỏ của các nước trong khu vực Đông Nam Á, Bắc Kinh không bao giờ bỏ qua. Các nhà quan sát cho biết chính vì những điều ngông cuồng sai trái trên mà sáng nay, hải quân của Trung Quốc đã bị trả một cái giá được cho là cực đắt bằng việc là một tàu do thám đã bị đánh chìm ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo tiết lộ từ Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, trong thời gian tới, Washington sẽ còn liên tục điều tàu chiến, điều tàu khu trục, điều tàu tuần duyên mang theo nhiều tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đông. Mục đích thứ nhất là để tự do hàng hải, bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trước sự ngông cuồng bành trướng của phía Trung Quốc. Mục đích thứ hai là Hải quân Hoa Kỳ muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hoạt động bành trướng trên Biển Đông đi. Chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng rút ngay cái luận điệu tuyên bố đường lưỡi bò phi pháp và cũng cho ngừng việc bồi đắp trái phép những hòn đảo nhân tạo cũng như không quân sự hóa, không dùng vũ lực đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nếu không, Mỹ sẽ trừng trị mạnh tay với Trung Quốc, dập tắt mọi cái tham vọng độc chiếm Biển Đông của phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, truyền thông của quốc tế cũng như là truyền thông của Mỹ, đặc biệt là của Trung Quốc, đã đưa rất nhiều tin về tàu sân bay Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ tới thăm cảng biển ở Việt Nam, và chắc chắn không ít quý vị cũng như các bạn ở đây vẫn đặt câu hỏi thắc mắc rằng con tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ có gì mà nổi tiếng cũng như là uy lực đến như vậy. Thì xin thưa với quý vị rằng tàu sân bay siêu hạng của Mỹ mang tên USS Roosevelt là một con tàu sân bay được bảo vệ tốt nhất trên thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, sân bay này luôn được hộ tống bởi không dưới 60 tàu khu trục và tuần dương hạm, đưa nó trở thành hàng không mẫu hạm được bảo vệ tốt nhất trên thế giới. Tàu sân bay nói trên đã thăm Đà Nẵng trong 5 ngày. Từ vẻ ngoài của nó, hàng không mẫu hạm được mệnh danh là cái tên cây gậy lớn là một trong những chiến hạm được bảo vệ tốt nhất trong lịch sử của Mỹ. Tàu sân bay Roosevelt của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân đang hoạt động trong Hải quân Hoa Kỳ với tổng chiều dài là 1092 feet, tức là tương đương 333 mét và có thể tích choáng nước khoảng tầm 100.000 tấn. Với hàng trăm khoang kín nước và lớp vỏ thép cực dày, không có ngư lôi hoặc mìn thông thường nào có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu sân bay Mỹ. Ngoài ra, tàu sân bay lớp Nimitz còn có thể di chuyển với vận tốc lên tới 35 dặm một giờ, khiến các tàu ngầm chạy chậm hơn rất khó phát hiện và theo dõi. Trong 30 phút sau khi bị đối phương phát hiện, phạm vi hoạt động của tàu sân bay được tăng lên 700 dặm vuông. Sau 90 phút, mở rộng đến 6.000 dặm vuông. Tàu sân bay Mỹ được bảo vệ một cách hoàn hảo. Hiện nay, các tàu sân bay Mỹ được trang bị những hệ thống phòng thủ chủ động và thụ động nhằm đẩy lùi các mối đe dọa có thể xảy ra như tên lửa hành trình tầm thấp và tàu ngầm của đối phương. Tàu sân bay được trang bị hàng loạt cảm biến hiệu suất cao, tên lửa dẫn đường bằng radar và pháo Gatling 20mm với tốc độ bắn 50 viên một giây. Tàu có thể mang theo 60 máy bay, gồm các máy bay trang bị radar cảnh báo sớm, phát hiện nhanh các mối đe dọa từ khoảng cách xa. Ngoài ra, trên bong tàu còn có trực thăng săn ngầm làm nhiệm vụ tấn công các tàu ngầm mục tiêu nổi. Tất cả cảm biến và vũ khí phòng thủ của tàu sân bay được kết hợp thông qua một trung tâm chỉ huy trên tàu, cho phép điều phối mọi hành động. Các tàu sân bay Mỹ có tuyến phòng thủ đáng gờm. Chúng không hoạt động độc lập, thường được triển khai theo đội hình nhóm tấn công tàu sân bay, gồm nhiều tàu chiến lược trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Aegis là hệ thống phòng thủ tên lửa và không gian hiện đại nhất thế giới, có khả năng đánh bại mọi mối đe dọa trên không, kể cả tên lửa đạn đạo. Aegis được dùng với các hệ thống phòng thủ khác trên tàu để đánh bại tàu ngầm, tàu nổi hoặc các loại ngư lôi hay mìn nổi và vô hiệu hóa hệ thống cảm biến dùng dẫn đường cho tên lửa tấn công của đối phương. Khi kết hợp với không đoàn trên tàu sân bay, đội tàu chiến hộ tống này có thể nhanh chóng loại bỏ các hệ thống dẫn đường tấn công của đối phương. Các cụm tàu sân bay Mỹ cũng thường được biên chế một hoặc nhiều tàu ngầm tấn công tàng hình để tiêu diệt các mối đe
dọa dưới lòng biển và trên mặt nước. Chiến thuật của Hải quân giúp tối đa hóa khả năng sống còn của tàu sân bay là nguyên nhân thứ tư khiến tàu sân bay Mỹ không dễ bị đánh chìm. Mặc dù tàu sân bay của Mỹ được bảo vệ bởi lá chắn phòng thủ nhiều tầng, nhưng khi đến gần đối phương tiềm năng cũng có thể gặp rủi ro. Do vậy, chiến thuật giúp tối đa hóa khả năng sống sót cho tàu sân bay được áp dụng để giảm rủi ro, đồng thời giúp tàu duy trì khả năng tung đòn tấn công theo kế hoạch. Chẳng hạn, một tàu sân bay thường không thể hoạt động được ở những khu vực có nhiều mìn, trừ khi nó được dọn sạch hoàn toàn. Điều này có nghĩa tàu sân bay của Mỹ chỉ ưa những vùng đại dương mở, chứ không thể hoạt động trong các vùng nước biển kín, nơi tàu chiến của đối phương có thể lẫn vào tàu bè thông thường. Trên biển rộng, tàu sân bay sẽ liên tục di chuyển để khiến đối phương khó phát hiện và theo dõi. Các công nghệ mới hiện đại cũng là một lý do giúp tàu sân bay Mỹ không bị tấn công. Để giảm mối đe dọa đối với tàu sân bay, Hải quân Mỹ đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ phòng thủ và tấn công. Bước tiến quan trọng nhất trong những năm gần đây đối với cả Hải quân Mỹ là tích hợp mọi công nghệ hiện đại để hệ thống cảm biến và vũ khí đạt hiệu quả sử dụng tối đa. Một trong những dự án như vậy là hệ thống kiểm soát toàn diện hỏa lực và phòng không, giúp kết nối tất cả hệ thống chiến đấu có sẵn trong một màn hình phòng thủ phản ứng nhanh mà kẻ thù khó có thể thâm nhập vào hệ thống. Các tuyến phòng thủ giúp tàu sân bay Mỹ sống sót, khiến không nhiều quốc gia có thể gây ra mối đe dọa thực sự đến các chiến hạm đắt giá nhất của Mỹ trừ khi sử dụng vũ khí hạt nhân. Với tầm hoạt động không giới hạn và sự linh hoạt nhờ chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu sân bay có thể giúp Mỹ bảo vệ lợi ích ở mọi nơi trên thế giới. Vì sử dụng năng lượng hạt nhân, các tàu sân bay này có thể hoạt động trong vòng 25 năm mà không cần nạp nhiên liệu và dự đoán có thời gian phục vụ trên 500 năm. Thưa quý vị, đó chính là một trong những nguyên nhân mở các nước trên thế giới, nước nào cũng muốn sở hữu con tàu sân bay của Mỹ. Tuy nhiên, trên thế giới hiện tại thì rất ít nước có những con tàu sân bay cỡ lớn như là của Hải quân Hoa Kỳ, và đó là một nguyên nhân chính mà phía Trung Quốc rất ghen tị khi một tàu sân bay cỡ lớn siêu hạng của Mỹ tới thăm một cảng biển lớn tại miền Trung của Việt Nam. Và đó chính là nguyên nhân lý do vì sao mà phía Trung Quốc lên kế hoạch đánh sập con tàu sân bay của Mỹ ở ngoài Biển Đông để trả thù chính quyền Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, con tàu sân bay của Mỹ không những không bị đánh sập mà còn đâm chìm một con tàu do thám của phía Trung Quốc để cảnh báo. Chắc chắn Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng trong thời gian sắp tới bởi vì Bắc Kinh đang lên kế hoạch trả đũa Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.